Bộ phim Thái Lan Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân từng gây bão cộng đồng mạng năm 2015 vừa ra tiếp phần 2 vào tháng 3 này. Bộ phim xoay quanh đôi bạn thân là Katun và Lee. Dù chơi thân với nhau suốt 20 năm, nhưng Lee thẳng tay cướp người yêu của Katun là Man. Cuối phần 1, hai kẻ phản bội Lee, Man đã làm đám cưới. Do đó, khán giả rất trông đợi họ sẽ bị trừng trị thích đáng trong phần 2. Còn Katun sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Trong tập 2 và 3 vừa chiếu mạng tuần này, khán giả có dịp hả hê khi cuộc sống hôn nhân của Lee Man rạn nứt. Tuy nhiên, tập 4 được hé lộ trong phần kết của tập 3 lại làm cho cư dân mạng không khỏi lo lắng. Kẻ phản bội Lee đã tiếp cận được Nat, người yêu mới của Katun. Trước đó, Lee bị Man ruồng bỏ vì sự giả dối của mình, cô bị sảy thai. Còn Man thì mong muốn nối lại tình xưa với Katun. Lee trở nên oán giận và thề sẽ trả thù người bạn cũ. Trong khi đó, Katun đang hạnh phúc bên người yêu mới là chàng đồng nghiệp điển trai, Nat. Ở đoạn cuối tập 3, Lee được nhận vào làm chung công ty với Katun. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lee đã lộ rõ thái độ muốn cướp người yêu của Katun một lần nữa. Trong tập tiếp theo, Lee giả làm người tốt luôn bên vực Katun để chiếm cảm tình của Nat. Liệu Nat có bị rơi vào bẫy tình của Lee như Man ngày xưa? Phim hiện chiếu vào tối thứ 2 và thứ 3 hàng tuần. Tôn khớp ai cái trò này.